Chào mừng tất cả các quý bác sĩ đã quay trở lại với chương trình Mobolita chống xe Honda qua sông Thả Ga năm 2020 của công ty anh và em. Thưa quý bác sĩ, sau 2 năm chờ đợi thì chương trình tri ân đặc biệt đã quay trở lại với các quý bác sĩ. Cuối năm là dịp để tất cả các khách hàng của quý bác sĩ có thể tân trang lại nụ cười của mình cho những dự định tuyệt vời cuối năm. Và đây chính là thời điểm vàng để quý bác sĩ có thể nâng cấp các trang thiết bị trong phòng khám nha khoa của mình. Hiểu được điều đó như một lời tri ân sâu sắc, cũng là một lời chúc mừng năm mới vô cùng đặc biệt và thành công cho năm 2021. Công ty anh và em đã chính thức quay trở lại với chương trình tri ân khách hàng đặc biệt bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 với vô vàn những phần quà vô cùng hấp dẫn như xe máy SH125i, iMac 21.5 inch, MacBook Air 13 inch, iPad, Apple Watch, tai nghe AirPods hay rất nhiều phần quà hỗ trợ giải thưởng vô cùng giá trị khác. Chương trình đặc biệt này áp dụng cho tất cả các quý bác sĩ trên toàn quốc khi mua sắm các trang thiết bị được phân phối bởi công ty anh và em như tai nội nha, tai quang, định vị chóp, ghế quang, bất kỳ sản phẩm nào đạt giá trị đơn hàng tương ứng với các mốc 15 triệu, 30 triệu, 80 triệu, 200 triệu và 500 triệu đồng tương ứng với các phòng quay thì đang có ở đây. Và đặc biệt, chương trình khuyến mãi này áp dụng cùng với tất cả các chương trình khuyến mãi hiện hành của công ty anh và em. Vâng, việc áp dụng song song những chương trình khuyến mãi của công ty anh và em là một điều tuyệt vời công ty và anh em mong muốn nhân thật nhiều lần may mắn, cũng như nhân thật nhiều lần cơ hội, cũng như là khả năng trúng thưởng của tất cả các bác sĩ khi tham gia chương trình khuyến mãi lần này của công ty anh và em. Và cách thức tham gia chương trình, các quý bác sĩ sẽ có cơ hội tham gia hai vòng quay. Đầu tiên là vòng quay online trên website anhem.vn. Ở đây thì có rất nhiều các bác chờ mua hàng trừ trực tiếp vào giá. Các bác sĩ tham gia là chắc chắn sẽ trúng quà và sẽ nhận được hỗ trợ trực tiếp khi mua các thiết bị tại công ty anh và em. Và vòng quay thứ hai cũng chính là vòng quay mà quý bác sĩ đã mong đợi từ đầu và chương trình, phải không ạ? Vòng quay tương ứng với các giá trị đơn hàng. Đầu tiên, giá trị đơn hàng ở mức 15 triệu đồng, quý bác sĩ sẽ có thể nhận được hỗ trợ mua giảm giá mua hàng trị giá 1 triệu đồng và những phần quà tương ứng tối đa 1 triệu đồng. Với mức đơn hàng số 2 từ 30 triệu cho tới dưới 80 triệu đồng, quý bác sĩ sẽ có cơ hội nhận được một chiếc tai nghe AirPods 2 và hỗ trợ mua hàng cũng như là các phần quà kèm theo trị giá tối đa 1 triệu đồng. Với mức đơn hàng số 3, quý bác sĩ khi mua giá trị đơn hàng từ 80 triệu đồng cho tới dưới 200 triệu đồng sẽ có cơ hội nhận được một chiếc iPad hay một chiếc Apple Watch, tai nghe AirPods 2, voucher mua hàng giảm giá 1 triệu đồng và những phần quà kèm theo cũng tối đa 1 triệu đồng. Với mức đơn hàng số 4 chính là chiếc vòng quay ở phía bên tay phải của mình trước đây. Giá trị đơn hàng sẽ từ 200 triệu cho tới dưới 500 triệu đồng. Quý bác sĩ sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng cao nhất chính là chiếc iMac trị giá 28.990.000 đồng và tất cả những phần quà tương ứng ở mức đơn hàng phía dưới. Và đặc biệt cuối cùng chính là vòng quay mà tất cả quý bác sĩ đều mong chờ có cơ hội một lần được quay nó. Với chiếc xe máy SH125i của Honda là giải thưởng cao nhất trong vòng quay cuối cùng này với mức đơn hàng trị giá từ 500 triệu đồng trở lên. Các bác sĩ và ngay bây giờ thì Minh Đức xin phép được quay thử một lần để các bác sĩ cảm nhận được vận may của chúng ta khi quay vòng quay may mắn đặc biệt này nhé. Minh Đức xin phép được bắt đầu. Vâng, cũng khá là may mắn, Minh Đức đã quay trúng một chiếc đồng hồ Apple Watch trị giá 8.990.000 đồng. Các bác sĩ có thể thấy chúng ta tham gia chơi quay là chắc chắn sẽ có quà. Đã chơi được chúng 100% là có quà. Và một lần nữa Minh Đức xin được nhắc lại thời gian áp dụng của chương trình từ ngày 30 tháng 10 cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2020. Các quý bác sĩ khi tham gia chương trình có bất kỳ thắc mắc nào về thể lệ, luật chơi cũng như là phần quà, xin liên hệ qua fanpage công ty anh và em hoặc số hotline 0963 436 036. Mình xin nhắc lại số hotline 0963 436 036. Chúc các bác sĩ sẽ có thật nhiều may mắn và đạt được những phần thưởng cao nhất của chương trình. Xin cảm ơn